Hi guys, chào mọi người nhá, lại là Phương đây. Hiện tại Phương đang có mặt ở một cái homestay ở trên đường Phan Đình Phùng, thành phố Huế nha. Hôm nay thì mình nghĩ ra một cái content nói chung khá là hay. Mình sẽ qua đêm ở đây để quay cho các bạn xem ở Huế ban đêm sẽ như thế nào. Tại vì cái video gần nhất của mình ấy là nó thiên về ban ngày và kiểu hoàng hôn một các thứ hơn. Đấy, còn thì video hôm nay thì sẽ là kiểu sau hoàng hôn thì thành phố Huế sẽ như thế nào. Rồi, sau vòng tham quan đánh giá thì mình thấy cái homestay này khá là ổn, đó là nó phù hợp với những cái tiêu chí của mình ngủ được, là một, thứ hai là kiểu như phòng ốc đồ các thứ nó thơm sạch sẽ. A few minutes later. Đông vãi cả cứ các bạn ơi. Mình thấy đông vãi trưởng ấy. Nguyên cái khu này là một khu ăn uống nha các bạn. Mình đang đến cái tiệm cà phê mà sau bao nhiêu lần mình vẫn thấy là quán này là đỉnh nhất. Tiệm là Depot nha. Em cảm ơn ạ. Thì lý do mình chọn tiệm này ấy, tại vì là tiệm này nó gần chợ Đông Ba này. Các bạn nếu mà các bạn đi du lịch ấy, là các bạn sẽ kiểu như là đi chợ một vòng xong ăn uống thưởng thức đồ các thứ ở chợ Đông Ba, sau đó các bạn tới đây các bạn nhâm nhi một cốc cà phê, sau đó là ngắm đường ngắm phố ở Huế rất là chill luôn ấy. Mình gọi một cái cà phê muối và một cái bánh nho của người. Bill của mình là 74k nha. Cà phê muối ở đây là mình thấy là ngon nhất trong tất cả các quán ở Huế luôn. Với kinh nghiệm mà mình đi thẩm trong mấy ngày hôm nay thì kết luận ra quán này là top 1. One hour later. Mình edit xong video các bạn ơi. Sau thời gian ngồi cà phê nhâm nhi thì edit video xong. Bây giờ là sẽ đi về và kiếm cho ăn nha. Trong trời cũng tối rồi ấy. Vâng, sau 19 năm thì cuối cùng tôm đã đến được cái tiệm này. Đây là cái chè một lọc bằng theo quay này các ông ạ. Sự của tôi người Huế nhưng mà thực sự của tôi không biết món này. Bây giờ là mời các ông ăn thử nhé. Vẫn chỉ là nước đường bình thường thôi. Đây, nhân vật chính đây.
mời các ông nhé. Trước mặt mình đây đang là một cái phố đi bộ các bạn ạ. Đấy, ở bên phải của mình nó sẽ là cầu Gỗ Lim, còn trước mặt của mình đây đang là gọi là một cái bảo tàng người ta làm về truyền thống Huế đồ khách sạn. Đây cũng là gần vào dịp Trung Thu rồi thì ra mình sẽ vào ghé thử xem là có gì hay không nhé. Cành tre gió đầm thành tre trước hiên nắng. Rất nhiều nón lá các bạn ạ, nó lại đẹp quá trưởng luôn. Đây là một số sản phẩm đấy truyền thống, bánh ép này, kẹo này. Đây, bạn nào mà tới mà mua làm quà đến đây khá hợp lý này. Đây, đây là trà. Phòng các bạn rất nhiều luôn, chắc là một phần nữa là gần tới Trung Thu rồi ấy, nên là kiểu đây họ chuẩn bị đồ nhiều. Nhìn đẹp các bạn ạ.